mùi đường phèn để bảo vệ cho sức khỏe mùa dịch corona. Và đây là nửa ký tắc, nửa ký đường và hai muỗng mật ong, một muỗng muối. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Bây giờ ta lấy cái thớt nha. Rồi ta cắt làm hai cái tắc ra. Đây là nửa ký tắc mình đã cắt làm hai. Bây giờ chúng ta sẽ nặn cái nước để lấy cái nước, còn cái hạt chanh thì mình bỏ như các bạn, rồi còn cái vỏ thì mình để lại đây để sau này mình sắc nhuyễn. Ta nặn hết ra. Nặng như thế này thì cái hạt chanh nó sẽ ở trên và cái nước nó sẽ ở dưới. Đây là nửa ký tắc mà mình đã cắt phần hai mà mình nặn được cái nước là phần nướng cây. Và cái đây là phần cái vỏ đây. Bây giờ cái phần nước mình để riêng ra một bên ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái vỏ tắc, mình sẽ cắt nhuyễn. Mình dùng kéo mình cắt cho nó nhanh các bạn, cắt dao cũng được mà mình dùng kéo mình cắt ha, cắt nhỏ như thế này. Chúng ta sẽ cắt. Tắc này là tắc ở quê đó các bạn, rất là sạch. Lúc nãy là mình đã ngâm muối, mình chà hết cái tắc rồi cho nên là rất là sạch. Tắc này là rất chín nè, rất là thơm, trái cũng rất là bóng nữa nè. Đây này là phần muối hột, nãy mình có bỏ muối vô nè, vô trong cái nước tắc rồi để cho nó tan, tại vì mình làm là muối hột đó các bạn. Bây giờ mình bỏ sớm một tí để cho cái muối hột này nó tan ra hết. Bây giờ mình bỏ đường phèn vào. Bây giờ đường phèn mình bỏ vô cho nó tan. Qua hai cái này lại cho nó tan ra rất là đại ha. Rồi cái phần vỏ tắc đây, bây giờ mình sẽ xuống xả một xí muối rồi mình sẽ chần qua nước sôi để cho nó bớt đắng nha các bạn. Đây là phần vỏ tắc, mình sẽ bỏ xíu muối vào để mình trộn. Rồi mình vắt cho các bạn để cho nó giảm bớt cái đắng các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vắt ha. Bắt một cái xôm nước lên, khi nào mà nước nó sôi á thì các bạn sẽ bỏ cái vỏ tắc hồi nãy vào, mình chần sơ qua thôi các bạn ha. Rồi xong rồi mình vớt ra. Đó, nước đó bắt đầu rồi nước sôi rồi chúng ta bỏ tắc vào.
chần sơ qua ha. Rồi khi nào cái này mình chần sơ qua xong rồi các bạn sẽ vớt ra ngoài. Các bạn sẽ để cho nó nguội rồi đó, các bạn sẽ tắt sạch ráo nha. Rồi vậy là được rồi các bạn, mình tắt bếp nha. Rồi mình sẽ vớt ra. Đây là phần nước tắc và đường vàng mình đã trộn với nhau. Giờ mình sẽ bắt lên bếp nha các bạn. Mình bắt lên bếp thì mình sẽ nấu để cho cái đường phèn này nó tan ra. Khi nào mà cái đường phèn này, nó tan hết ra nè các bạn, thì nó sôi lên á, thì các bạn sẽ đổ cái vỏ tắc mà mình đã sắc nhuyễn, mình tắc vô ráo rồi đó các bạn, vào. Rồi giờ mình sẽ đợi cho cái nước này nó sôi lên nha. Rồi nồi nước nó đã sôi được 5 phút rồi các bạn, nè đường nó cũng tan hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ tắc vào ha. Tắc là đẩy mình đã tắc ráo rồi. Cái này bạn khi mà bạn bỏ vào tắc này thì bạn nấu cho nó sôi khoảng 1 phút 2 phút là tắt bếp nha các bạn. Ôi rất là thơm. Rớt một hộp trên. Nhìn hấp dẫn quá đi. Cái này là chắc mỗi buổi sáng mới làm cho ông xã mình một ly quá à. Uống để cho giữ ấm cho sức khỏe mình nè, bảo vệ sức khỏe mình rất là tốt. Rồi, nồi đã sôi rồi các bạn. Giờ mình múc 2 muỗng mật ong mình bỏ vào. Nghe thơm quá đi thôi. Nhìn rất là hấp dẫn đó. Màu này đẹp nữa chứ. Wow, màu rất là đẹp nha. Này là sau khi mình nấu xong mình tắt bếp mình để nguội các bạn thì cái màu này rất là đẹp lắm. Rồi bây giờ được rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp nha, để nguội. Rồi chúng ta bắt bếp để nguội rồi sau này chúng ta sẽ múc vào hũ nha. Cái này nó đã nguội rồi thì mình đã múc vô cái hũ rồi nha các bạn. Đây nhìn cái màu nó này rất là đẹp nha. Đó, khi mà nó nguội rồi thì nó rất là keo nè, nó rất là dẻo nè, đó. Rồi chúng ta sẽ để cái này vào tủ lạnh ha, rồi mình ăn vặt dần. Rồi rất là ngon các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha. Rồi.